cây xạ đen hỗ trợ và trị u nang buồng trứng từng được y học cổ truyền ghi nhận. Trước đây, cây thảo dược như là trinh nữ hoàng cung, củ tam thất là một trong những dược liệu quý giúp hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng. Giờ đây, cây xạ đen chính là dược liệu mới trong việc hỗ trợ và điều trị căn bệnh này. Cây xạ đen không chỉ có tác dụng đối với bệnh u nang buồng trứng, mà đối với những dòng ung thư, nó đều phát huy được tác dụng hiệu quả. Vị thuốc này đã được nghiên cứu thực nghiệm chứ không phải là cây thuốc dân gian truyền miệng. Việc kết hợp giữa cây xạ đen với thảo dược như là trinh nữ hoàng cung sẽ là một bài thuốc hay trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh hiệu quả. Bài thuốc chữa u nang buồng trứng từ cây xạ đen: thân và lá cây xạ đen 100g, trinh nữ hoàng cung 20g, bạch hoa xà 20g, tất cả rửa sạch, loại bỏ tạp chất, rồi cho vào ấm đun 2 lít nước, đun đến khi còn 1,5 lít nước thì dừng lại. Uống trong ngày, mỗi ngày dùng một thang. Lưu ý khi sử dụng cây xạ đen là cần kiên trì đều đặn chứ không dứt quãng. Nếu không uống hết trong ngày thì bỏ đi. Kiên ăn rau muống và sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Ngoài việc sử dụng thuốc, các chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ và có chế độ ăn uống lành mạnh. Như vậy có thể nói cây xạ đen có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Vì vậy chúng ta hãy tận dụng nguồn dược liệu quý này để cứu chữa cho nhiều người thoát được những căn bệnh hiểm nghèo một cách nhanh chóng và chi phí rẻ nhất. Để biết thêm thông tin về cây xạ đen thì bạn có thể đến trực tiếp công ty trà thảo dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi vào số hotline là 0904 079 719.